xa thu lành thai phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời vào to cây liền kiếp sau tăng
cho đời. Thời ở đây không có sự phân biệt giữa mẹ, chị em của mẹ, vợ của anh em của mẹ, hay giữa vợ của Phật giáo Thọ Sư, giữa những người vợ của những đáng được kính trọng. Thế giới sẽ rơi vào loạn luân như các loại dê cừu, gia cầm, heo, chó và các con chó rừng. Vì rằng, này các tỷ kheo, có hai pháp trắng này che chở cho đời. Cho nên ở đây có sự phân biệt giữa mẹ, chị em của mẹ, vợ của anh em của mẹ, hay vợ của bậc giáo Thọ Sư, giữa những người vợ của những bậc đáng được kính trọng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến với những ai không xấu hổ và sợ hãi, liên tục và thường xuyên họ đi xuống bào thai dựa trên gốc kinh dịch, họ đi đến sanh tử với những ai chánh trí, xấu hổ và sợ hãi, liên tục thường xuyên vững trú trên phạm hạnh, họ được sự an tịnh, tái sanh, được diệt tận. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, kính mời sư Ái Minh. Dạ, Nam Mô Bức Thầy Giá, Nam Mô Thầm Bà Giá, Nam Mô Phan Khà Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ quý Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý Tu Nữ, kính chào quý anh chị. Con cảm ơn cô Tự Duyên. Dạ, con. Chị về Mỹ khỏe không chị? Sa thú lành thay chị Tâm Phương, cảm ơn chị. Con xin phép được trả bài. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có hai pháp trắng này che chở cho đời. Thế nào là hai? Xấu hổ và sợ hãi. Này các tỳ kheo, nếu hai pháp này không che chở cho đời, thời ở đây không có sự phân biệt giữa mẹ, chị em của mẹ, vợ của anh em của mẹ, hay giữa vợ của bậc giáo thọ sư, giữa những người vợ của những bậc đáng được kính trọng. Thế giới sẽ rơi vào loạn luân như các loài dê cừu, gia cầm, heo, chó và các con chó rừng, vì rằng, này các tỷ kheo, có hai pháp trắng này che chở cho đời. Cho nên ở đây có sự phân biệt giữa mẹ, chị em của mẹ, vợ của anh em của mẹ, hay vợ của bậc giáo thọ sư, giữa những người vợ của những bậc đáng được kính trọng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến với những ai không có, xấu hổ và sợ hãi, liên tục và thường xuyên, họ đi xuống bào thai dựa trên gốc kinh dịch, họ đi đến sanh tử với những ai chánh trí, xấu hổ và sợ hãi, liên tục và thường xuyên, vững trú trên phẩm hạnh, họ được sự an tịnh, tái sanh được diệt tận. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con đã trả bài xong. Anh Minh kính mời quý anh chị khác ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô ấy mình. Nam Mô Bức Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn càng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ. Trần Đạo ơi, Trần Đạo vào đạo tràng. Trần Đạo có nghe được âm thanh không, có cầm mic được không Trần Đạo? Dạ, cảm ơn cô ấy mình. Cảm ơn Tâm Phương cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Trần Đạo ơi, Trần Đạo vào đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Mời Trần Đạo đọc bài nha, và kính mời Trần Đông bớt bài cho Trần Đạo đọc ạ. Năm một
Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại thượng tọa Pháp Tân, đại đức Pháp Tính cùng sư tôn Đức Tăng. Kính lễ quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị trong đạo tràng và cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Ái Minh và chị Đạt Lê cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc bài ạ. Đoạn 36, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có hai pháp trắng này che chở cho đời. Thế nào là hai? Xấu hổ và sợ hãi. Này các tỳ kheo, nếu hai pháp này không che chở cho đời, thời ở đời không có sự phân biệt giữa mẹ, chị em của mẹ, vợ của anh, em của mẹ, hay giữa vợ của bậc giáo thọ sư, giữa những người vợ của những bậc đáng được kính trọng. Thế giới sẽ rơi vào loạn luân như các loài dê cù, gia cầm, heo chó và các con chó rừng. Vì rằng này các tỳ kheo, có hai pháp trắng này che chở cho đời, cho nên ở đây có sự phân biệt giữa mẹ, chị em của mẹ, vợ của anh em của mẹ, hay vợ của bậc giáo thọ sư, giữa những người vợ của những bậc đáng được kính trọng. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến với những ai không có xấu hổ và sợ hãi liên tục và thường xuyên. Họ đi xuống bào thai dựa trên gốc tinh dịch. Họ đi đến sanh tử với những ai chánh trí, xấu hổ và sợ hãi liên tục và thường xuyên, những trú trên phạm hạnh. Họ được sự an tịnh, tái sanh được diệt tận. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, cảm ơn chị Đặng Đông đã bắt bài ạ. Dạ, con xin gửi mít lời cho đạo tràng. Dạ, sa thú, kính cảm ơn sức trần đạo. Dạ, cảm ơn Đặng Đông, cảm ơn cô Ái Minh cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, dạ sa thú lành thai. Dạ Nhật Bình kính cảm ơn cô tu nữ Tề Duyên, cô nghe pháp Hít Tâm Hương, sức Rạng Đông, cô Ái Minh và sức Trần Đạo đã hoan hỷ lên ôn bài 42 La Mã. Dạ bây giờ thì đã cũng đến thời gian học bài mới là 43 La Mã. Dạ Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Trước khi chúng ta được thượng tọa Pháp Tân giảng dạy bài học ngày hôm nay, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Dạ, con xin sám hối đạo tràng. Cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, con xin đọc lại ạ. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tạng.
mùi hương sáng phi thường. Phàm thiên vẫn người khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Việc lòng mở đạo đời ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Tư được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Từ đó mở mang giáo pháp mới lâm hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ con xin đọc chánh kinh trước, sau đó con sẽ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng thuyết giảng bài học ngày hôm nay ạ. Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ kính cảm ơn Thích Rạng Đông. Kinh tiểu bộ Itibuttaka chương 2 pháp phẩm 2 43 La Mã do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt. 43 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có hai cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra. Này các tỳ kheo, nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, thì ở đây không thể trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Bởi vì, này các tỳ kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, nên có thể trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Có cái sanh, hiện hữu, cái khởi, lên, làm ra, hữu, vi không thường hằng, tác thành, ra già chết. Một ổ của bệnh hoạn mong manh, giòn, dễ vỡ, nhờ đồ ăn nuôi dưỡng nên mới được hiện hữu. Vật ấy thật không đủ để hoan hỷ ưa thích. Thật có cái xuất ly ra khỏi được cái ấy, thật có được khí luận. Thường hằng không sanh khởi, không có ai khởi lên. Con đường không cấu uế, không đưa đến sầu muộn. Đoạn diệt các khắc khổ, sự tịnh chỉ mọi hành, an lạc, thật tịnh lạc. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ sư có nghe được âm thanh của con, sư cho con xin một tín hiệu bạch sư. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ đạo tràng có thấy được tín hiệu của sư chưa quý vị? Má Nhật Bình bữa nay nó nhõng nhẽo quá đi. Dạ dạ cảm ơn Hoa Nguyệt. Dạ con thấy tín hiệu của sư rồi. Nhật Bình chính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng pháp. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hành, Thầy Đức Pháp Tính. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã nghe rõ. Sau một thời gian Chư Tăng một tháng để dự lễ mùa dân y của Chư Tăng, chúng ta quay lại cái room pháp cú này. Tuần rồi thì đúng ra là tới ngày giảng chúng tôi, nhưng mà bận công việc đột xuất cho nên là không thể giảng được. Vì vậy hôm nay chúng ta tiếp tục học
Mặc dù cũng biết là sau cái mùa dân y thì rừng Pháp Cú sinh hoạt lại rồi đó, thì hôm nay là ngày đầu tiên sau cái mùa lễ dân y chúng tôi giảng. Hôm nay đó thì theo cái bài học á, giáo trình của bài học á, thì chúng ta học bài này có nghĩa là bài 37 ở trong cái phần số nhỏ. Thì trước khi giảng cái bài học hôm nay thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phagavantang Afiwadimi. Như tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thi như sư bi trí rèn tọa. Soa kha tô pha ga wa ta tham mô tham măng nạp ma sa mí nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Subhati bano phagavato savakasanko sankang namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia. Cảm ơn quý vị, cảm ơn cô Tự Nhiên, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Hôm nay thì chúng ta học cái bài này, cái bài Đức Phật ngài dạy ở đây đó là có cái, hai cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra. Này các tỳ kheo, nếu có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, thì ở đây có thể được trình bày bằng sự xuất ly khỏi sanh, xuất ly khỏi hữu, khỏi hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Do vậy này các tỳ kheo, không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, nên có thể trình bày sự xuất ly khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Trong nội dung của cái bài kinh này đó thì chúng ta thấy có mấy cái ý. Thứ nhất là Đức Phật ngài nói có cái sanh, có cái hiện hữu, có cái làm ra. Có cái sanh khởi, có cái hiện hữu và cái làm ra. Và ở đây Đức Phật ngài dạy rằng hữu vi thì nó không thường hằng. Hữu vi ở đây đó là mình hiểu đó là những cái gì mà nó được tạo ra, những cái pháp gì mà nó được tạo ra bởi do nhân duyên, bởi do nhân duyên. Thì mình nhìn lại đó thì tâm, nếu nói theo di diệu pháp đó, tức là tâm, sở hữu tâm và sắc pháp đó, thì cái đó đều là do điều kiện, do yếu tố, do nguyên nhân tạo ra hết. Mặc dù là nó cũng được gọi là một pháp, nhưng mà đó là pháp hữu vi. Pháp hữu vi là pháp mà được có cái tạo ra, có cái để tạo ra, có nhân duyên, có điều kiện để mà nó tạo ra. Vì vậy cho nên nó phải chịu cái sự sanh diệt. Còn bây giờ nếu chúng ta nói rằng Niết Bàn cũng là một pháp, nhưng mà Niết Bàn nó là Niết Bàn là một pháp, nhưng mà pháp vô vi. Vô vi tức là nó không có điều kiện, không có nhân duyên, không có cái yếu tố để tạo ra. Vì vậy cho nên là nó không chịu cái sự sanh diệt. Còn lại là những cái pháp gọi là đều là có nhân duyên, có yếu tố, có điều kiện để tạo ra, cho nên là có sanh có diệt. Bây giờ nếu như chúng ta nhìn về vạn vật của ở bên ngoài, từ ở vũ trụ này, tức là cây cối, hoa lá, đất đai, tất cả các thứ, nước mặt trăng không trung, tất cả các thứ,
thì cái đó nó cũng đều là do cái điều kiện để tạo ra. Mặc dù là những cái pháp đó đó là những pháp mà ta nói là không có thức, không có tâm thức, vô tri giác, nhưng mà rõ ràng nó cũng là do cái điều kiện để tạo ra, cho nên nó cũng phải có lúc bị hoại diệt. Rồi ở trong nội thân của chúng ta, tức là thân, tâm, hay nói là bốn năm cái thành phần danh quẩn, bốn cái thành phần bốn cái thành phần danh quẩn và một thành phần sắc quẩn, tức là thân và tâm của chúng ta đó, gọi chung là ngũ quẩn ấy, thì nếu đều là do cái điều kiện, do nhân duyên mà tạo ra. Cái gì mà tạo nên cái ngũ quẩn này, thì phải nói đó, cái sự hiện khởi của năm quẩn á, sắc quẩn, tức là nhìn cả sắc thân của chúng ta gồm tất cả là 28 sắc. Nếu mà chúng ta trừ ra sắc nữ tính á, hay là sắc nam tính, sắc tính ra đó, thì mỗi người chúng ta có 27 sắc. Nếu chúng ta là người nam thì có 27 sắc, nữ thì có 27 sắc, trừ sắc nam giới, nam tính ra, nam thì sắc trừ sắc nữ tính ra. Thì đó là về cái phần sắc thân của chúng ta. Thì bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng có sắc tứ đại, đất, nước, lửa, gió. Còn ở trong ngoài ra thì còn có sắc phụ thuộc khác. Còn giờ bốn thành phần danh quẩn đó, thì thọ tức là sở hữu thọ ở trong di diệu pháp, tưởng tức là sở hữu tưởng trong di diệu pháp, hành tức là 50 tâm sở còn lại trừ tâm sở tưởng và tâm sở thọ ra, thức quẩn tức là 121 tâm. Thì những cái đó nó đều là do nhân duyên, do điều kiện, do yếu tố cho nên tác thành hiện hữu, làm ra cái gì, làm ra cái năm quẩn này. Thì trước tiên đó là chúng ta nói rằng sở dĩ chúng ta bị điều kiện cơ sở để chúng ta luân hồi đó, thì chúng ta biết là trước nhất đó là do cái dục sanh ni, tức là chỉ cho cái ca mũ ba thí, tức là chỉ cho cái tham ái của chúng ta, tham ái trong chúng ta. Thì liên quan đến ngũ dục, liên quan đến ngũ dục mà đặc biệt đó chính là tham ái. Chúng ta thấy ở trong luân hồi đó, thì chính ái và vô minh là cái yếu tố, và thủ đó là cái yếu tố của phiền não. Cho nên là do cái tham ái, cái nhân của quá khứ là tham ái, nhân quá khứ là vô minh, ở hiện tại đó là do ái, do ái. Và trong đó cũng phải có vô minh trong đó, cho nên tạo ra cái sự hiện hữu này. Và chính là nếu như một chúng sinh mà ở trong cõi dục đó, thì là do tham ái trong ngũ dục, tức là đam mê trong năm trần cảnh, đam mê trong năm trần cảnh. Cho nên là chúng ta cứ đi truy tìm, đi tầm cầu chính mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta. Khi chúng ta tìm kiếm những thứ đó, thỏa mãn của những thứ đó, và chúng ta do tham ái dắt dẫn, cho nên là chúng ta có hiện hữu ở trong cõi dục. Hay nói cách khác, tức là căn của ái, căn gốc của ái, căn gốc của tham. Cho nên là chúng ta có cái gọi là dục sanh y, chúng ta có hiện khởi. Dục sanh y tức là do tham ái trong ngũ dục, cho nên chúng ta hiện hữu ở trong cõi dục, mà bắt nguồn đó chính là sự tham ái mà ra. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ nói đến cái gì là ngũ quẩn sanh y. Bây giờ đó là nói cõi, thì có những cõi tứ quẩn, đó là bốn cõi vô sắc. Có những cõi nhất quẩn, tức là cõi vô tưởng, không có bốn thành phần danh quẩn, chỉ có sắc quẩn mà thôi.
còn lại đó là những cõi còn lại đó, thì chúng ta thấy rằng 27 cõi, 26 cõi còn lại đó là cõi ngũ uẩn hết. Cho nên trong kinh gọi đó là ngũ uẩn là nói chung, nhưng mà cảnh giới cõi đó, thì rõ ràng là có những chúng sinh nhất uẩn, có những chúng sinh ngũ uẩn, đủ ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn sanh đi ở đây là gì? Sự có mặt đầy đủ của năm uẩn nè. Sự có mặt của đầu đầy đủ năm quẩn này. Quẩn là gì? Chữ khanh thá ở đây, khanh thá ở đây tức là sự tập hợp của điều kiện, của nhóm, khối, chùm. Được ví dụ như chữ quẩn. Thì chữ quẩn đó là chúng ta được biết, đó là chúng ta xài theo cái bản dịch của chữ Hán mà Ngài Trần Quyền Trang ngày xưa kia bên Trung Hoa đó. Còn Ngài Kumala Thập thì Ngài dịch, nhưng mà chỉ chung á, là tập hợp cho các cái thành phần danh quận lại, thành các thành phần lại, thì được gọi là quận. Như chúng ta thấy là sắc quận là 28 sắc pháp đó, thọ quận là sở hữu thọ, nhưng mà bên cạnh sở hữu thọ thì có những cái pháp khác đồng sanh, có những pháp khác đồng sanh để tạo nên cái yếu tố của thọ quận, tạo nên cái yếu tố của tưởng quận, tạo nên cái yếu tố của hành quận hoặc là thức quận, thì những cái đó tập hợp lại được gọi là quận. Cho nên quận sanh đi tức là ở đâu có mặt của năm quận là ở đó có sự khổ, có sự khổ. Mà điều kiện để tác thành, để hiện hữu ở đây là hiện hữu của dạng năm quận, của dạng nhất quận hay của dạng tứ quận, thì cái đó gọi chung là hiện hữu của quận, quận đó là quận sanh đi. Và chúng ta có một cái sanh đi nữa là chỉ cho cái phiền não sanh đi. Phiền não thì chúng ta hiểu đó, tức là những cái chất xúc tác, những cái chất xúc tác để tạo nên cái đời sống luân hồi này. Những yếu tố xúc tác để tạo nên cái đời sống luân hồi này là gì? Đó chính là vô minh, tham ái và chấp thủ. Vậy đây á, là những cái phiền não, ở đây đó là chỉ cho cái phiền não mà chúng ta có mặt do cái sự cấu quế như vậy, cho nên là chúng ta có hiện khởi, hiện khởi bắt nguồn từ ở cái vô minh. Vô minh tức là chúng ta không nhận chân, không có nhân nhận chân bản chất chân thật của nó, bản thể chân thật của nó, mà chúng ta nhìn nhận nó bằng cái ảo tướng, bằng cái giả lập, giả lập, chứ không phải là nhận bằng cái chân thật của nó qua trí tuệ. Cho nên đó chính là vô minh. Hay trong kinh gọi đó là vô minh, tức là đối với một người không rõ về tứ đế, không biết liễu tri về tứ đế, không biết khổ, không biết nhân sanh khổ, và không biết được sự chấm dứt khổ, và không có biết được cái con đường để thoát ly khỏi khổ, đó chính là vô minh. Như vậy thì mình nói như vậy để cho mình thấy rằng là vô minh nó luôn luôn tiềm ẩn ở trong mỗi chúng sanh phàm phu, mỗi chúng sanh phàm phu. Cho nên là cái vô minh nó chi phối làm cho mỗi chúng sinh có cái sự chấp ái, ái chấp ở trong đó, ái chấp ở trong đó, có sự tìm kiếm ái chấp liên quan đến dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Hai hữu, dục ái, hữu ái là phi hữu ái. Cái đó đó nó là cái chất liệu để tạo nên. Bởi vì ái là cái sự tầm cầu, ái là cái sự tìm kiếm. Hạ tây có tìm kiếm, có tầm cầu thì có sanh khởi, có hiện hữu, và có cái sự tác thành hay có cái sự làm ra, là như vậy. Vì có làm ra đó, là cho nên là chúng ta phải có cái thân này, thì chúng ta phải có sanh già bệnh chết. Đó là điều tất nhiên. Bởi vì cái gì mà có sanh ra thì phải có, nó phải có diệt, biến hoại. Cái diệt mà chúng ta được nói đến đó, là nếu mà mình nói rằng cái chết mà chúng ta được gặp đó, là chết trong một cái
chết tạm thời của một chuỗi dài luân hồi mà thôi. Chuỗi dài luân hồi. Thí dụ như chúng ta sanh lại làm người thì chẳng qua là kiếp người là trong một chuỗi dài của một dòng luân hồi vô lượng kiếp của chúng ta. Nó có nhiều chuỗi, nó có một chuỗi vậy thôi, một trạm, một chuỗi dài. Cho nên là một một khoảng nào đó trong một chuỗi dài. Cho nên là khi mà chúng ta chết, nói là chết là khi chúng ta sanh ra đời rồi tự nhiên là chúng ta già nua, chúng ta bệnh chết, thì cái chết đó chúng ta thấy chết của kiếp nhân sinh. Nhưng mà cái chết mà trong mỗi khoảnh khắc á, có nghĩa là đối với tâm và thân của chúng ta nó luôn luôn chết, nó sanh diệt. Thân của chúng ta cũng vậy, cũng đang sanh diệt, cũng đang sanh diệt. Cái này chết ở trong cái nghĩa đó là chết cái nghĩa là sanh diệt của các pháp. Còn chết trong cái nghĩa đen mà chúng ta thấy rằng chúng ta nhắm mắt lìa đời đó là chết. Thì cái chết của chúng ta chẳng qua là chết tạm thời của một hiện tượng tạm thời. Hiện tượng của thân này là một hiện tượng tạm thời trong một chuỗi dài luân hồi. Nhưng mà rồi đó là chúng ta chết, rồi tiếp tục chúng ta lại tiếp diễn. Nhưng mà cái chết của một bậc thánh A-la-hán thì đúng là nghĩa là chết. Đúng nghĩa là chết. Tại vì cái sự sanh nó không tái diễn nữa. Sự sanh nó không tái diễn nữa. Cho nên là cái sự sanh của một bậc A-la-hán là vì các ngài đã đoạn tận được căn nhân của sanh tử luân hồi. Đó là vô minh, tham ái và chấp thủ, nó không còn nữa. Cho nên là cái sự chết đó là chết vĩnh viễn. Chết thật đúng nghĩa là không còn sự hiện khởi nữa. Cho nên chúng ta nghe trong kinh chánh văn gọi là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng sanh tử xuống, không còn trở lại trạng thái này nữa. Chính là nói đến cái việc mà nhân mà sanh ra, nhân sanh ra, tức là chỉ cho ngũ quẩn sanh đi hay là phiền não sanh đi. Ngay từ phiền não sanh đi đối với một bậc A-la-hán, sau khi tâm tứ đạo sanh khởi lên thì cái phiền não nó không còn. Cho nên phiền não sanh đi, vô minh, tha mái, chấp thủ, từ đó nó được dứt bỏ. Nhưng mà ngũ quẩn sanh đi nó vẫn còn, là vì cái quả dư thừa của ngũ quẩn. Bởi vì các ngài còn thân, còn dư thừa của quả luân hồi này, cho nên các ngài còn có cái thân này. Và vì có cái thân này á, cho nên các ngài còn gọi là bệnh, già, đau chết, và còn chịu cái sự cảm thọ nóng lạnh, đói rét, tất cả các thứ. Đó là chính là cái quả của dư sót của phiền não còn. Cho nên ở trong Phật pháp chúng ta được phân biệt đó là hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn. Mai mốt đây chúng ta sẽ tìm hiểu tới việc đó. Hữu dư y tức là một cái tâm tứ đạo sanh khởi lên, cắt đứt phiền não, nhưng mà các ngài còn dư sót cái thân ngũ quẩn này, cho nên các ngài còn cảm thọ bệnh đau đối các cảm thọ. Rồi vô di niết bàn tức là sau khi các ngài từ bỏ cái thân năm quẩn này thì các ngài trở vào cái trạng thái gọi là vô dư y, tức là không còn hiện hữu bất cứ một quẩn nào, không còn hiện hữu bất cứ một quẩn nào. Đó chính là vô dư y niết bàn. Thì phiền não sanh ni ở đây đó là chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái điều kiện để chất xúc tác để tạo ra cái đời sống luân hồi này. Tạo ra đời sống luân hồi. Và khi mà tạo ra cái đời sống luân hồi này, đó là chính là vô minh, tham ái và chấp thủ đó. Do những điều đó, cho nên là chúng ta có già, có bệnh, có đau, có chết, có hiện hữu, có cái khởi lên, có cái làm ra. Khởi lên ở đây chúng ta hiểu đó là ngay cả những cái pháp bất thiện đó, cả tha mái, vô minh, chấp thủ đó, nó luôn luôn hiện khởi, nó luôn luôn sanh diệt, nó luôn luôn khởi lên. Do phiền não mà, cho nên là nó tạo ra cái pháp phủ vi, đó là có thân ngũ quẩn này. Cho nên là chúng ta phải có già, có bệnh, rồi có chết. Và ở đây, ở trong cái kệ ngôn này nói rằng là gì? Là thật sự là chúng ta được, cái mạng sống của chúng ta nó rất là mong manh. Có nghĩa là mong manh, mỏng manh, giòn, dễ dở. Giòn, dễ dở. Thật sự ra vậy. Cái mạng sống của chúng ta đó là chúng ta có hơi thở thì chúng ta sống. Nói theo cõi người của chúng ta. Tức là chỉ khi chúng ta có hơi thở thì chúng ta sống. Mà hơi thở chấm dứt thì chúng ta chấm dứt mà thôi. Cho nên mạng sống của chúng ta nó coi vậy đó,
chứ mong manh lắm, không biết lúc nào chúng ta chết, không biết lúc nào chúng ta lìa bỏ cõi đời này. Cho nên lúc nào chúng ta còn sống được đó, thì chúng ta lo tạo cái phần phước đức công đức cho chính ta đi, để chúng ta mong cầu được cái sự giải thoát, mong đoạn tận được cái tham ái, đoạn tận được phiền não để chúng ta được giải thoát. Còn không đó thì chúng ta cũng phải chịu già chết cũng như chang vậy thôi. Mọi người đó thì thật sự ra ra cái thân này được nuôi dưỡng bởi các cái đồ ăn, gọi là ở đây bây giờ là nuôi dưỡng bởi những đồ ăn. Đức Phật ngài dạy là Kapalinkara, có nghĩa là chúng sanh được nuôi dưỡng bởi những cái đồ vật, vật thực mà Đức Phật dạy là Sabbe Satta Aharathitika, chúng sanh di tồn do vật thực, tất cả chúng sanh di tồn do vật thực. Cho nên con người của chúng ta nó được tồn tại bởi đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực trong tứ thực đấy. Chúng ta sẽ có mặt cái đó. Chúng ta tồn tại bởi do đoàn thực, tức là những cái vật thực nuôi dưỡng lấy cơ thể này, tất cả các cái dưỡng tố để tạo nên cái thân thể này, cái cơ thể này. Dưỡng tố đó dù chất thô hay chất tế, chất lỏng hay chất đặc, hay chất cứng hay hoặc là mềm, tất cả những cái gì mà được gọi là dưỡng tố để nuôi cơ thể thì trong đó được gọi là đoàn thực. Cái gì mà tạo nên cái cảm xúc của chúng ta trong cái đời sống, cảm thọ của chúng ta, vui buồn trong đời sống của chúng ta thì cái đó là xúc thực. Cái gì mà để cho chúng ta nhận biết thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi của chúng ta, mắt thấy cảnh sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, tất cả những cái điều đó chúng ta đều gọi được gọi tạo nên cái sự tái sanh của chúng ta và tạo nên cái sự nhận thức của chúng ta thì cái đó được gọi là thức thực. Và cái gì để tạo nên cái hạnh nghiệp của chúng ta để chúng ta tái sanh cảnh giới an vui hay là cảnh giới đau khổ, tất cả những cái nghiệp mà chúng ta tạo ra cái đó được gọi là tư niệm thực, tư niệm thực. Vì vậy cho nên Phật dạy rằng tất cả chúng sinh di tồn do vật thực là như vậy. Vật thực là như vậy. Cho nên cái mạng sống của chúng ta được nuôi bởi vật thực. Bởi vật thực tức là bởi nuôi dưỡng các cái chất dưỡng, bởi nuôi dưỡng bởi các cái chất dưỡng tố đó, đó. Cho nên chúng ta có cái hiện hữu có đầy đủ như vậy. Bây giờ chúng tôi nói lại cái kiếp nợ, cái nợ. Khi mà nói đến cái ý nghĩa thứ ba đó là phiền não sanh ni thì là do vô minh tha mái và chấp thủ, đó là như vậy. Bởi vì đó là chất xúc tác để tạo nên luân hồi này mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái gọi là sanh ni kế tiếp nữa, đó là pháp hành sanh ni. Hiểu ở đây đó là sự xuất hiện của tất cả các cái sự hiện hữu của năm quẩn này, mà ở đây đó là quẩn xứ giới đế, quẩn xứ giới đều là do nhân duyên tạo ra. Quẩn tức là chỉ cho năm quẩn, sắc quẩn là thể chất của chúng ta, gồm 28 sắc pháp như vậy. Rồi thọ quẩn tức là sự cảm thọ của chúng ta, tưởng quẩn tức là sự ghi nhớ của chúng ta hay là kinh nghiệm cảnh của chúng ta, thức quẩn là sự nhận biết, và hành quẩn tức là những sự vận hành của tâm của chúng ta qua các cái trạng thái khác nhau, đó là được gọi là sự sinh diệt của hành quẩn. Như vậy thì trong quẩn á thì đều là do nhân duyên hết, do duyên để sinh ra và cũng là do duyên để tạo diệt. Quẩn xứ ở đây á, xứ ở đây tức là chỉ cho 12 xứ, 12 xứ tức là 6 căn của chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân vẩy, tức là sáu xứ, sáu nội xứ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân vẩy của chúng ta, đó là sáu nội xứ, thì nó tương xứng với sáu ngoại xứ ở bên ngoài, đó là 12 xứ. Sáu ngoại xứ là gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp, đó là 12 xứ. Giới tức là chỉ cho sáu căn và sáu
trần cảnh và sáu thức. Sáu thức tức là cộng tất cả là 18 giới. Nó có cái đó, nó có hiện khởi những điều đó. Không có những điều đó thì không thể nào mà tạo nên cái mà tri giác ở trong cuộc đời này. Và chúng ta vẫn có hiện khởi ở trong cuộc đời này qua cái hình thức là quẩn, hay là qua hình thức là xứ, giới, hoặc là liên quan. Thì những cái pháp đó nó sanh khởi đều là do nhân duyên hết. Nó do nhân duyên để tạo ra, và do nhân duyên để biến diệt. Nếu như một người hiểu rõ được cái sự biến diệt đó, trên phương diện tu tập đó, thì mình nhìn vào với một cái trí suy luận của mình, hay là cái trí suy nghiệm của mình, thì mình suy xét rằng Phật dạy vô thường, khổ, vô ngã. Mình chiêm nghiệm thử coi, mình chiêm nghiệm tứ chính cái mọi cái pháp trên cuộc đời này, thì nó cũng luôn luôn sự sanh diệt, không có cái gì mà nó tồn tại lâu hết á. Bởi vì các pháp luôn luôn sanh diệt mà. Vì sanh diệt đó là một cái lý để mà đối với một cái vị hành giả tu tập thiền quán thì cũng nhìn thấy rằng cái sự sanh diệt của danh và sắc của mình, để rồi mình thấy trong cái sự sanh diệt bằng cái sự chánh niệm và trí tuệ của mình, mình thấy rõ như vậy, biết rõ như vậy, để mình thấy rằng không cái trong mỗi quẩn của chúng ta, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn của chúng ta, không có một cái thực thể hằng hữu ở trong, mà đều là do nhân duyên để tạo thành. Và do vậy đó thì chúng ta mới khóa được cái ngã chấp, cái ái luyến, cái ngã chấp, thấy được bản chất của vô thường, sự sanh diệt đó, và thấy bản chất của sự khổ. Khổ mà mình nhìn ở bên ngoài, mình thấy nay người này bị nạn kia, mốt người kia bị nạn nọ, bản thân mình bị nạn này nạn nọ đó, thì cái khổ đó là mình thấy ở bên ngoài, chứ không phải khổ ở trong. Cái khổ mà mình nhìn thấy để giác ngộ đó, thì cái khổ đó nhìn chính từ ở nơi các quẩn của mình, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn của mình. Thấy rõ được cái sự bức bách, cái sự khổ lụy, cái sự không có đứng vững, bền vững, và cái sự bức bách đó. Cho nên là mình thấy được cái lý khổ ở trong mọi, trong các quẩn của chính mình, trong mọi người của chúng ta. Mỗi người tu tập thiền quán là nhìn thấy như vậy. Cho nên ở trong 16 tuệ minh sát ấy, thì có nói đến có một cái tuệ phân biệt danh sắc. Phân biệt danh sắc, mình phân biệt được cái danh sắc đó, để mình thấy rõ được, soi thấy rõ được là cái sự sanh diệt của năm quẩn, thấy sự khổ của năm quẩn, và thấy bản chất tính rỗng không của nó ở trong năm quẩn này. Cho nên chúng ta không thấy rằng ở trong mọi cái sắc quẩn này là tôi, ha, tự ngã của tôi hay là của tôi. Không thấy trong, không thấy trong. Thọ quẩn cũng vậy, cái cảm thọ đó cũng là chỉ là vô thường thôi. Cảm thọ mà mắt chúng ta thấy, hay là tay chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta niệm, nếm, thân chúng ta xúc chạm, hoặc là tâm của chúng ta suy nghĩ, thì các cái cảm thọ nó cũng là vô thường. Cho nên không có cái gì thực thể rồi, không có thực thể hằng hữu, tự ngã hằng hữu rồi rồi. Cho nên Phật dạy là vô ngã là vậy. Ngã là không có cái gì đâu, nó là do nhân duyên, yếu tố hợp thành để tạo nên cái sự tri giác của chúng ta, tạo nên cái gọi là năm quẩn này, mà chúng ta gọi đó là tôi hay là ta. Cho nên là Phật dạy đó là nên bỏ vậy đó. Không có cái của mình, không có cái mình ở trong đó, cái tôi trong đó, không có cái của tôi trong đó, và không có cái gì là tự ngã của mình trong đó, không có. Cho nên có một lần nọ đó, chúng ta thấy rằng Satchaka là một cái người biện luận rất giỏi, nghĩ rằng mình học các cái môn biện luận như vậy đó thì sẽ đến để mà giống như là lý luận cùng với Đức Phật vậy. Nhưng mà khi Phật họ gặp Satchaka, Phật hỏi rằng cái thân này đó là có cái tôi trong đó hay không, hay là cái sự biết của chính nội thân này, cái nội tâm này, cái tâm này đó là có phải là của tôi hay không? Thì Satchaka một mặt là bảo là có. Thì Phật bảo là vậy, là nếu mà ngươi bảo là có đó
thì ngươi bảo là cái tôi của ngươi có ở trong cái sắc quẩn này nè, thì ngươi bảo nó, ngươi bảo nó đừng có bệnh, đừng có già, đừng có chết, thì nó có làm theo ngươi được hay không? Nếu mà nó làm theo ngươi được á, thì rõ ràng là có tự ngã. Còn nếu mà nó không làm theo ngươi được á, thì không có tự ngã đâu, không có tôi và tự ngã của tôi trọng hay là của tôi trọng. Chúng ta thấy vậy. Cho nên cuối cùng qua những cái sự vấn đáp, qua cái sự cật vấn và hỏi qua lại đó, thì cuối cùng thì Sacchaka phải đành chịu đuối lý trước Đức Phật. Bởi vì cái lý luận của mình nghĩ rằng mình là cái người mà lý luận vững chắc, và khi đó được gặp Đức Phật sẽ là Đức Phật là cái người bại, bại chứ không phải là người thắng. Cuối cùng thì Sacchaka đành chịu thua. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng ở trong cái suy nghĩ chung của mỗi người đó, thì ai cũng luôn luôn nghĩ rằng có cái tôi trong đó. Mà Phật giáo á, thì nói tinh thần vô thường là biến hoại, nói đến tinh thần khổ là sự bức bách của danh quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn này, và nói đến sự vô ngã, tức là sự tổng hợp của tất cả các điều kiện, yếu tố để hỗ trợ thành cái sự tri giác thông qua thông qua quẩn, thông qua xứ, thông qua giới mà chúng tôi vừa trình bày khi nãy. Thông qua những điều đó mà chúng ta gọi là tôi hay là tự ngã của tôi hoặc là của tôi. Vì vậy cho nên là Đức Phật Ngài nói rằng có cái sự tác thành thì sẽ có cái sự dứt khỏi những điều đó. Ở đây đó, khi chúng tôi nêu rằng bốn cái sự sanh ly như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng đối với một cái người tu tập thì chúng ta nên tất cả những cái công đức thiện sự gì chúng ta tu tập, nói chung á, là để cho chúng ta quán chiếu thấy danh sắc này nhàm chán. Khi chúng ta nhàm chán thì chúng ta biết thật sự là nhàm chán. Miệng mình nó nhiều khi nó mình thấy có một điều gì đó nó xảy ra bất trắc cho chính mình hay là người thân của mình, thì mình thấy mình sao nản quá, chán quá. Sự thật ra là mình nói mình nản quá, chán quá, thì trong một lúc nào đó thì mình hết nản, hết chán à, hết chán thì đâu cũng trở về đó. Bởi vì bản chất của phàm phu là vô minh, chưa đoạn tận được phiền nào, cho nên là chúng ta thấy thì cũng thấy như vậy thôi, chứ chưa đủ sức để khóa tan bóng tối vô minh. Và vì vậy nhìn chúng ta vẫn có tham ái, vẫn có chấp thủ, vẫn có cái chứa chấp mọi cái phiền não ở trong đó. Như vậy thì Đức Phật dạy rằng với một người quán chiếu danh sắc đó, thấy danh sắc này, thấy cái sự già, sự bệnh, sự chết, để chúng ta thấy ngán ngẩm. Và trong mỗi cái sự sanh già bệnh chết đó, là trong mỗi sát na nhìn về, quán chiếu về chính tự nội thân của mình, tức là quán chiếu đến với năm quận của mình, thì mình thấy như vậy. Thấy như vậy thì mình mới thấy rằng rõ ràng là cấu quế của phiền não tạo cho chúng ta ảo tưởng, tạo cho chúng ta vọng tưởng, rồi tạo cho chúng ta không nhìn chân, nhìn đúng cái bản chất thật của nó, tức là nói nhìn theo cái góc độ hay khía cạnh của chân đế, mà hoàn toàn chúng ta nhìn vào khía cạnh của tục đế, tức là cái giả tưởng giả lập mà ra, chứ không có không có thực thể của nó. Và như vậy đó thì với một cái người mà mình thật sự là mình quan hỷ với cái sự xuất ly, mình phải biết cái sự xuất ly, sự thoát ly ra khỏi những cái sự nê, những cái sự ái luyến đó, thì thật sự là mình mới vượt ra khỏi những cái cấu quế của phiền não, thì đến khi mà một cái người mà nhận ra như vậy đó, chỉ có cách là mình quán chiếu thấy sự thật của nó, thấy rõ của danh và sắc này để nhàm chán đoạn ly. Cho nên trong kinh Tương Ưng á, thì Đức Phật Ngài nói là ai ưa thích với sắc thì người ấy ưa thích với khổ, ai ưa thích với khổ thì người đó không thoát khổ. Tương tự như vậy, Ngài dạy rằng ai ưa thích với thọ thì người ấy ưa thích với khổ, ai ưa thích với khổ người đó không thoát khổ. Tưởng, hành và thức cũng vậy, ai ưa thích với những điều gì, tức là mình đang say đắm trong ngũ quẩn này, mình đang thỏa thích trong ngũ quẩn này và không có biết nhàm chán đối với ngũ quẩn này, cho nên là ái luyến và chấp thủ nó vẫn hiện khởi.
Vì một người mà quán thấy danh sắc, thấy rõ bản chất của thế gian là vô thường, bản chất của thế gian này là khổ, bản chất của thế gian này là vô ngã. Thế gian thì mình hiểu ở đây nó là cái cảnh, các cái cảnh giới ở bên ngoài, nhưng mà nó còn có nghĩa là liên quan đến năm uẩn của chúng ta, đó là nhìn về năm uẩn của chúng ta. Tức là thế gian là chỉ là vậy, tức là chỉ cho sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Và khi đó là chúng ta phải biết nhàm chán, phải biết ly tham, rồi đoạn tận những phiền não, thì chúng ta mới đạt được cái sự an lạc, giải thoát ở trong đời sống. Như vậy thì ở đây trở lại với một điều mà Đức Phật Ngài dạy ở đây đó, là cái gì mà tác thành, cái gì nó có hiện hữu, có tác thành và có làm ra, thì sẽ có một cái phương pháp để đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó là không có hiện hữu, không tác thành và không làm ra. Đó là sự xuất ly khỏi cái sự hiện hữu. Quý vị thấy rằng là do phiền não cho nên chúng ta mới có hành động. Chúng ta thấy chi ở trong vô minh á, ở trong giáo lý Dương Khởi đó, thì đầu là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, khủ, rồi sanh, lão, bệnh, tử, sầu, bi, khổ, u, não. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà cái nhân của phiền não thì đó chính là vô minh, tham ái và chấp thủ mà thôi. Và khiến cho chúng ta mới có hành động, hành động trong sự vô minh, hành động trong sự vô minh. Cho nên nhiều khi rồi đó là ngay cả chúng ta hành động của điều thiện đi nữa thì nó cũng chứa chấp vô minh ở trong, chưa thoát khỏi vô minh, chứa chấp vô minh. Cho nên là hành động thiện thì cho quả tái sanh ở cảnh giới an vui. Nhưng mà nếu chúng ta làm một cái công đức gì do cái sự tu tập bằng cái việc thực hành ở trong thiện pháp này, mà chúng ta nguyện rằng với cái nhân mà để với cái chủng tử thiện này để làm cái nhân để cắt đứt phiền não, đoạn trừ phiền não, để chấm dứt sanh tử luân hồi, thì có đôi việc đó là việc mà với một cái người tu tập cần phải làm. Để đến một lúc nào đó thì mình mới thấy là mình xuất ly khỏi những cái sự hiện hữu đó. Trước nhất đó là mình xuất ly tham, xuất ly tham, tức là chỉ cho xuất ly ái đó. Bởi vì ái nếu nói theo giáo lý tự đế tức là tập đế, bởi vì có tập đế tức là sự tập khởi của tất cả các bạn, sự hiện khởi, sự tập khởi, sự chấm dứt của sự tập khởi đó. Thì ở đây sự tập khởi là gì? Đó là do tham ái, cho nên là sự khổ nó vẫn hiện ra. Mà khi mà một người tu tập á, là thấy biết được cái căn nhân sanh tử luân hồi là như vậy, khổ đau là như vậy. Sự thật ra đó thì quý vị thấy rằng là khi mà mình sống trong cuộc đời này đó, thì như chúng tôi đã nói khi nãy đó, là một kiếp nhân sinh của chúng ta thì cũng chẳng qua là một trạm để chúng ta nhìn nghĩ đâu đó chút ít thời gian đó, rồi lại chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình diễn du luân hồi sanh tử tiếp tục nữa. Bởi vì cái căn nhân phiền não chưa đoạn tận, cho nên là chúng ta vẫn còn phải tiếp tục tái sanh. Thật sự mà nói thì Đức Phật dạy rằng chính ái là cái nguyên nhân để đưa đến đau khổ. Mà để đoạn trừ ái thì cái việc đó là chúng ta cần phải nỗ lực rất là nhiều, chứ không phải là dễ dàng đâu, không phải là dễ dàng. Cho nên ái nó nằm ở nhiều khía cạnh khác nhau, nó chen len lỏi ở trong mọi cái suy tư của chúng ta, nó len lỏi ở trong mọi cái hành động của chúng ta, và do vậy chúng ta có cái sự hiện khởi ở trong đời sống, hiện khởi trong đời sống. Cho nên Phật giáo là khác chứ là các cái tôn giáo khác. Các tôn giáo khác là Đức Phật nêu ra cái sanh tử luân hồi là khổ. Nêu ra sinh tử luân hồi là khổ. Rồi các tôn giáo khác thì ngược lại đó là nói là cái sự mà có mặt của chúng ta đó là sự ân sủng của một đấng thượng đế, ân sủng của một đấng thượng đế. Cho nên chúng ta cứ thỏa thích, người ta chỉ giới hạn đó thôi, giới hạn đó thôi.
Còn cái sự hiện khởi này đó thì rõ ràng là nhìn ở góc độ nào, khi chúng ta còn hiện khởi, mình nhìn ở đâu không xa, tức là mình chính chỉ nói đến thân người của mình thôi, dù là chúng ta xuất thân từ một giai tầng nào trong xã hội, tức là giai cấp tầng lớp nào ở trong xã hội, thì chúng ta vẫn có một cái khổ, khổ nhất định, cái khổ chung đó, cái khổ chung đó, cái khổ mà trong kinh gọi là mô tả là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ. Tóm lại là do chấp thủ năm quẩn cho nên khổ. Chấp thủ là gì? Khi chúng ta nhìn vào năm quẩn mà chúng ta cho rằng đó là sắc quẩn, là của tôi, tự ngã của tôi, hay là của tôi trong đó, tôi, tự ngã của tôi, hoặc là của tôi, thì chúng ta chấp với cái khía cạnh nào đi nữa thì chúng ta vẫn còn phải sự hiện khởi khổ hoài, hiện khởi khổ hoài. Cho nên ở đây đó, có thể nói là Đức Phật Ngài nói rằng với một cái tâm tư mà thoát ra khỏi cái phiền não đó, thì cái sự sanh diệt nó không còn nữa, nó không còn. Bởi vì các pháp của quy, cái gì hiện khởi thì nó phải khổ, phải sanh diệt thôi. Mà có sanh thì phải có diệt, diệt là đau khổ rồi. Và khi nào chúng ta quan hỷ với cái sự xuất ly đó thì chúng ta mới có thể chấm dứt được cái sự hiện khởi hiện hữu của năm quẩn, còn không là còn hiện hữu của năm quẩn. Như vậy thì cái căn nhân mà sở dĩ khiến cho chúng ta sanh tử luân hồi thì đó là do phiền não, tức là vô minh, tham ái và chấp thủ. Cái thứ hai nữa là do vô minh và tham ái và chấp thủ đó, cho nên khiến chúng ta hành động, chúng ta hành động cả thiện lẫn bất thiện, lẫn cái quả vô sắc nữa, phúc hành, phi phúc hành và bất đồng hành. Cho nên chúng ta hiện khởi ở trong tam giới dục sắc và vô sắc, cõi khổ và cõi vui chúng ta đều có mặt, có mặt. Cho nên chúng ta đọc trong kinh thì nhiều khi đó rồi là có khi thì Phật dạy rằng là hả, có thân là khổ, nhưng mà có một có những cái câu kinh thì Đức Phật Ngài dạy rằng được thân người là quý, được thân người là quý, được thân người là quý. Như vậy thì không phải là Ngài khuyến khích cho chúng ta có thân người, nhưng mà ở một mức độ, trong một cái ngữ cảnh như vậy, trong một cái hoàn cảnh như vậy, và trong một cái đối tượng như vậy, thì Đức Phật Ngài nói là có thân người là quý so với các cảnh khổ. Nhưng mà là nói là khổ á, là vì chúng ta có hiện khởi của năm quẩn, thân người cũng là năm quẩn, mà có cái sự hiện khởi của năm quẩn thì có sanh diệt, có già, có đau, có bệnh, có chết, đó là điều tất nhiên. Như vậy thì cái điểm cốt lõi đó, để mà không có quả của luân hồi thì chúng ta phải cố gắng tập bỏ được cái vô minh, tham ái và chấp thủ đó. Và chúng ta nếu có hành động thì nên hành động những điều thiện, những thiện, hành động thiện. Và những hành động thiện đó, và chúng ta luôn luôn giống như là chí nguyện ba la mật vậy, chúng ta trở thành những cái ý nguyện để chúng ta mong cầu được cái hành trang giải thoát. Nó giúp hỗ trợ cho chúng ta gột sạch những phiền não, cắt đứt những phiền não, để rồi đến một lúc nào đó chúng ta không có thỏa mãn, hay là chúng ta không có thích thú trong cái sự tái sanh nữa, không có thích thú trong cái sự hiện hữu nữa, thì chúng ta mới có thể chấm dứt. Lúc đó được gọi là nhàm chán thoát ly, nhàm chán thoát ly, ra khỏi những sự hiện hữu, hiện hữu. Và như là sự hiện hữu mà chúng tôi đã thưa khi nãy, đó là phiền não sanh đi, quẩn sanh đi, phiền não sanh đi, quẩn sanh đi, dục sanh đi và pháp hành sanh đi, tức là hiện khởi của năm quẩn. Thì khi nào mà chúng ta chấm dứt được phiền não thì chúng ta không có những cái sự sanh đi đó. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư Tôn Đức, quý cô tu, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Chúng tôi xin hướng nguyện phần phước này đến Đức Trời Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương và Chư Thiên ở các nơi, nhất là các nơi chùa mà chư tăng trú ngụ, nơi nhà mà chư vị Phật tử, cư sĩ Phật tử ở, hộ trì cho quý vị luôn được sự an vui.
để chúng ta được cái sự an lạc ở trong cuộc sống, tấn tiên tu ở trong cuộc sống. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng tôi xin được dứt mít, dứt lời ở đây. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Tăng đã từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi chúc phúc cho đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quan Nguyệt Tràng Đông đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con kính dân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Tăng rất là nhiều. Dạ, con kính dân mít đến sư. Bhagavato sabbamangalang rakhanto sabbade gunasabbabuddha anuphavena sada sati bhavantu te Bhagavato sabbamangalang rakhanto sabbade gunasabbadhamma anuphavena sada sati bhavantu te Bhagavato sabbamangalang rakhanto sabbade gunasabbasangha anuphavena sada sati bhavantu te. Tất hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin do hóa của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai, ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thật nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi hộp về, xe dùng pháp thí tiện bề cũng dân, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náo phước hằng hạ xa, tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiền nam tín nữ công phu, đều là thi chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương, chúng sanh buông loại khâm lường, nọn thai thấp hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài, cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang, bậc tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, đại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì, cho người tu đà quy y Phật rồi. Xin cho cả thảy chúng con tân hóa trong pháp Phật roi giáo truyền. Nam mô Bụt Tha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con học pháp ngày hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama trọn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên hạnh thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm pháp quốc kinh chuyên đề, nhất là xung quanh chùa Vũ Đức, chùa Thái Hòa, chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm pháp quốc kinh chuyên đề, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tăng pháp thể cốt đạo quả sớm viên thành, và cũng do trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ.